Xin chào tất cả các bạn. Như lịch đã thông báo thì ngày hôm nay bây giờ là 21 giờ và chị sẽ cùng với cả các bạn trong nhóm học sinh sách văn chị Hiên, chúng ta sẽ cùng cùng với nhau tìm ra cách học tập hiệu quả nhất cùng với bộ sổ tay văn học tập 1 nhé. Được chưa nào? Đợi một chút để cho các bạn cùng lên theo dõi nhé. Xin chào Song Ca. Xin chào các bạn. Đã rất lâu rồi đúng không? Đã rất lâu rồi thì team chị Hiên trở lại ở trong nhóm học sinh sách văn chị Hiên để cùng đồng hành với các bạn để làm sao chúng ta có cái cách sử dụng với cách học hiệu quả nhất cùng với bộ sổ tay văn học các em nhé. Xin chào Mai Công Thành, xin chào Cường. Mình cùng đợi một lát để cho các bạn lên đông đông một chút rồi xong mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào Thúy Hằng. Xin chào Lan Anh. Xin chào các bạn. Không biết là ở trên lớp thì chúng mình đã có bài kiểm tra giữa kỳ chưa nhỉ? Sẽ có một số địa phương thì chúng ta sẽ không cần phải làm bài giữa kỳ. Còn chị thấy có nhiều bạn là đang làm đã trong thời gian ôn tập để thi giữa kỳ rồi. Thì không biết là bài thi môn văn của các bạn như thế nào rồi? Chị hỏi một chút nhá. Bài thi môn văn của các bạn ở trên lớp, chúng mình chắc là sẽ đã có bài viết số 1 rồi đúng không? Và sẽ có một số bạn có cả bài thi giữa kỳ nữa. Thì các em làm bài như thế nào? Xin chào Cường, chị nhớ chứ? Cường bây giờ đang là gì nhở? Cán bộ đến nơi rồi đúng không? Đang học tập rèn luyện để chuẩn bị thành cán bộ rồi. Xin chào Ngọc Lan. Các bạn lưu cái lịch này vào nhá. Cứ 21 giờ thứ bảy hàng tuần thì chúng mình sẽ cùng với nhau học về cách sử dụng của bộ sổ tay văn học nhá. Và cả cuốn săn 8 cộng nữa. Vì trong nhóm này là gồm có những bạn đã sở hữu trong tay bộ sổ tay văn học và cả và cả cuốn săn 8 cộng nữa. Vậy nên là thời gian tới đây chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau để sử dụng một cách tốt nhất, học tập một cách hiệu quả nhất cùng với bộ sổ tay văn học các em nhé. Xin chào Kiều Loan. Bài của Thúy Hằng em làm thế nào? Bài viết số 1 của chúng mình là về nghị luận xã hội đúng không? Bài viết số 1 lớp 12 là về nghị luận xã hội. Các bạn học trên lớp đã có bài viết số 1 rồi này, có thi giữa kỳ này. Về phần tác phẩm văn học thì chúng mình đã học xong bài Tây Tiến chưa? Về phần tác phẩm văn học thì chúng mình đã học xong bài Tây Tiến chưa nhỉ? Cho chị biết ạ, ở trên lớp thì chúng mình đã học đến bài Tây Tiến chưa? Học xong chưa? Học xong bài Tây Tiến chưa hay là đã học đến bài Việt Bắc rồi, thậm chí là đất nước rồi? Đã chưa? Chưa học xong Tây Tiến luôn. Vậy ở trên lớp là chúng mình học đến bài nào rồi nhỉ? Ở đây trong như chị đã thông báo thì hôm nay chúng mình sẽ chuẩn bị giúp chị 5 cuốn sổ tay thuộc cái bộ sổ tay văn học tập 1. Như chị có trên tay này, 5 cuốn, đây là phiên bản mới nhất. Được chưa? Được rồi, không sao, chưa học xong Tây Tiến cũng không sao. Tại vì với ngày hôm trong ngày hôm nay, sau cái buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ áp dụng cái cách học đấy với cả 5 cái cuốn sổ tay văn học về thơ này các em nhé. 5 cuốn sổ tay văn học về thơ, chúng ta sẽ có một cái cách học chung với 5 cuốn này. Vì thơ thì nó có những cái đặc trưng khác so với cả văn xuôi. Vậy nên là cả tập 1 chị Hiên đã biên soạn thì chúng mình có 5 cái cuốn sổ tay văn học này. Được chưa nào? Được rồi, những bạn ở đây đều có sở hữu trong tay mình cái bộ sổ tay văn học này rồi. Và chị cũng đã thông báo để chúng mình chuẩn bị trước rồi. Vậy thì
Chắc chắn, chị nghĩ chắc chắn là các em đã đọc qua những cái cuốn sổ tay này rồi đúng không? Chị giới thiệu lại một chút về cái số lượng của bộ sổ tay văn học nhá. Chị Hiên có 4 tập sổ tay văn học, trong đó này bao gồm 5 cuốn của tập 1, 5 cuốn của tập 1 và tập 2, tập 3, tập 4 là 3 tập về các tác phẩm văn xuôi và kịch. Tổng cộng với phiên bản mới nhất thì chúng mình có 16 tác phẩm. Và ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn trước các bạn về cách học tập hiệu quả với cái bộ sổ tay văn học tập 1, đó là về 5 tác phẩm thơ, bao gồm này, 2 tác phẩm thơ lớp 11. Đúng không? 2 tác phẩm thơ lớp 11 đó là tác phẩm Vội vàng và Đây thôn vĩ dạ. Chúng mình có 2 cuốn này, đúng không? Và ba cái tác phẩm còn lại là 3 tác phẩm thơ lớp 12, được chưa? Thì với những cái đặc trưng của các tác phẩm thơ thì chúng mình sẽ có những cái cách học như thế nào với 5 cuốn sổ tay văn học này. Trước tiên nhá, ngày hôm nay chị cũng rất mong là chúng mình sẽ có giấy và bút để nốt lại một số những cái tip nhỏ nhỏ để áp dụng khi học những cái cuốn sổ tay văn học này các em nhá. Phiên bản cũ cũng là 5 năm cái tác phẩm này đúng không? Nhưng mà với phiên bản mới thì chị Hiên có bổ sung một chút ở phần nội dung bên trong, đó là sẽ có phần khái quát trước, những cái ý chính trước mỗi phần phân tích để giúp các bạn định hướng dễ hơn. Còn phiên bản cũ cũng không sao, chúng mình vẫn có thể sử dụng tốt và hiệu quả với phiên bản cũ. Được chưa nào? Hôm nay không biết là chị cứ nghĩ là cuối tuần ngày thứ bảy thì sẽ có nhiều bạn, cái thời gian này các bạn sẽ có thể lên xem trực tiếp được. Nhưng mà số lượng xem của chúng ta ngày hôm nay đang không được đông cho lắm đúng không? Cùng chờ thêm một chút nhá. Các bạn có trong tay cuốn sổ tay văn học này rồi thì cho chị biết cảm nhận nào. Em thấy thế nào? Và trong quá trình cùng trao đổi nhá, các em hãy để lại những cái thắc mắc, những cái khó khăn nếu như mà trong quá trình các em sử dụng sổ tay văn học, đọc sổ tay văn học có cái gì khó khăn thì để lại cho chị biết luôn nhé, và chúng ta sẽ cùng trao đổi luôn. Đúng không? Lời ngỏ này, và trong mỗi cuốn sổ tay văn học là có cả những cái phần phóng tác, những cái phần phóng tác từ tác phẩm văn học ở đầu của mỗi cuốn sổ tay. Chị thấy cái phần phóng tác đấy nó rất hữu ích trong cái việc truyền cảm hứng, khơi gợi cảm hứng của chúng ta đối với mỗi tác phẩm văn học. Được chưa nào? Rồi. Có thể là nhóm mình chưa quen với cái lịch này đúng không? Mong là những cái tuần sau các bạn sẽ để trống cái thời gian này ra để chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau nhé. Được chưa nào? Rồi. Với bộ sổ tay văn học này, khi cầm trên tay một cuốn sách bất kỳ thì đầu tiên, chị nghĩ điều đầu tiên chúng ta nên xem phần mục lục, đúng không nào? Nên xem cái phần mục lục để xem được cái cấu trúc của quyển sách đó như thế nào. Thì chị giới thiệu qua một chút về cấu trúc của cấu trúc của cả năm cuốn này thì nó đều giống nhau ở những cái phần đầu tiên. Đây các em có thể xem cái phần mục lục của mỗi quyển sách đúng không? Phần mục lục ở cuối sách. Được chưa nào? Phần mục lục ở cuối sách thì ở mỗi cuốn sổ tay văn học đều gồm có 4 phần chính. Thứ nhất là kiến thức chung về tác giả này, thứ hai là về tác phẩm. Phần quan trọng nhất chính là chương 2 là về kiến thức nền của tác phẩm. Về chương 3 đó là trắc nghiệm, bài tập trắc nghiệm củng cố, và chương cuối cùng là các dạng đề thi. Khi cầm trên tay một cuốn sách nhá, chúng mình xem trước về phần mục lục để biết được cấu trúc của quyển sách đó, và khi biết được cấu trúc rồi thì chúng mình sẽ có cái định hướng đọc tốt nhất, được chưa nào? Và với một cái cấu trúc nó rõ ràng như vậy, nó sẽ khái quát được tất cả những cái kiến thức nền cần có mà các em cần có để chúng ta cảm nhận và phân tích 5 cái tác phẩm thơ này, được chưa nào? Vậy thì điều đầu tiên nhá, khi mà cầm trên tay cuốn sách thì chúng mình nắm được cấu trúc của sách rồi này. Đó là qua việc đọc mục lục. Nhưng hãy nốt lại giúp chị nhá. Bước đầu tiên để học tập hiệu quả với bộ sổ tay văn học đó là các em phải đọc tác phẩm trước. Được chưa nào? Tại vì
Mỗi cuốn sổ tay này là cách mà chị Hiên cảm nhận và truyền cho chúng ta cái cách đứng trước một tác phẩm thì phân tích như thế nào. Vậy thì trước khi đọc, chúng mình phải biết được tác phẩm đó là tác phẩm gì, tác phẩm nó viết như thế nào, những cái đặc điểm chính đầu tiên về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó ra sao, đúng không? Và điều đặc biệt là khi đọc tác phẩm thì mỗi người sẽ có những cái cảm hứng đầu tiên, những cái cảm nhận ban đầu, và những cái cảm nhận đó là đáng quý nhất của mỗi chúng ta, và nó sẽ không bao giờ chúng ta quên được những cái cảm nhận đầu tiên khi đứng trước một tác phẩm. Nó có thể còn sơ sài, nó có thể chưa sâu sắc, nhưng nó là của chính các em. Vậy nên bước 1 nhá, bước 1 ghi lại giúp chị, đó là chúng mình phải đọc tác phẩm. Đọc đầu tiên có thể đọc lướt, sau đó chắc chắn là phải đọc kỹ rồi, đọc kỹ và ghi lại những cảm nhận ban đầu của mình về tác phẩm. Được chưa nào? Và đặc biệt đối với những tác phẩm thơ nhá, ngày hôm nay chúng mình học cách về sử dụng những cái cuốn sổ tay văn học về tác phẩm thơ. Vậy nên đối với tác phẩm thơ chúng mình phải đọc như nào ạ? Đọc và hãy gạch chân những cái từ khóa mà em cho rằng ở đó nó có những cái dấu ấn nghệ thuật mà tác giả gửi gắm. Được chưa nào? Bước 1 nhá, là hãy đọc tác phẩm, ghi lại những cái cảm nhận ban đầu của chính bản thân mình về tác phẩm đó, và gạch chân với những câu thơ, với những cái từ ngữ mà em cho là từ hay, từ đắt. Được chưa nào? Bước 1 như là như vậy các bạn nhá. Chúng mình sẽ có từng bước một. Chỉ cụ thể hóa cái cách học của chúng ta dưới dạng những cái bước để cho các em hình dung một cách rõ nhất nhá. Được chưa nào? Chúng mình đang sử dụng bộ sổ tay như thế nào, chia sẻ cho chị biết nào. Từ nãy đến giờ nói không biết là có giống với cách học của các bạn không, không biết là cách chị chia sẻ về bước đầu tiên thì có giống với cách học của các bạn không, hay là chúng mình không cần đọc tác phẩm mà đọc luôn những cái tài liệu tham khảo rồi. Chúng mình thường sẽ đọc luôn tài liệu tham khảo hay là phải đọc tác phẩm trước? Tất nhiên là phải thuận theo chiều, đó là phải đọc tác phẩm trước. Phải đọc để xem, để sau đó khi đọc tài liệu tham khảo thì mới biết được, mới học tập được cái cách diễn đạt và những cái cách phân tích của người viết chứ, đúng không nào? Vậy nên đừng quên cái bước đầu tiên mà chị hướng dẫn các bạn nhá. Hãy đọc tác phẩm và ghi lại những cảm nhận ban đầu của chính bản thân các em. Được chưa nào? Những bạn đang xem thì tương tác cho chị biết là các em đang sử dụng kiến thức trong bộ sổ tay văn học này như thế nào? Chúng mình đọc sổ tay trước hay là đọc tác phẩm trước? Có thể có nhiều bạn bảo là trong cuốn sổ tay văn học chị Hiên đã trích dẫn đầy đủ tác phẩm rồi, nhưng mà chị nghĩ nhá, và theo chị đây cũng là cái cách hữu hiệu nhất, đó là chúng mình phải đọc tác phẩm trước. Và chính những cái cảm nhận ban đầu của các em mới là những cái cảm nhận nó quý giá và nó thuần khiết là của các em, của chính các em. Vậy nên là đã là của mình thì sẽ không bao giờ quên được. Nhiều bạn than than vãn rằng là vẫn rất là khó, không thể nào nhớ được các ý. Nhưng chị tin là chúng mình đã lớp 12 rồi, chúng mình sẽ có những cái tư duy văn học nhất định. Nó có ở những cái mức khác nhau, nhưng mỗi bạn đều có trong mình những cái cảm nhận nhất định khi đứng trước bất kỳ một cái tác phẩm nào, đặc biệt là tác phẩm thơ. Chúng mình đọc thơ và đây là thơ hiện đại, không có những cái từ ngữ nó mang nhiều nghĩa và khó giải thích nghĩa như trong thơ trung đại. Vậy nên là ít nhất khi đọc tác phẩm rồi chúng mình cũng hiểu được nó viết về những cái hình ảnh gì, đúng không? Vậy nên chị nhắc lại cho các bạn nhé, bước đầu tiên chúng mình sẽ đọc tác phẩm và ghi ra những cái mẩu giấy nhỏ và dính ngay tại, đi kèm ngay tại cái tác phẩm đó trong sách giáo khoa ấy. Được chưa nào? Ghi lại những cái phần cảm nhận đầu tiên của chính bản thân chúng ta. Được chưa nào? Xin chào Ngân. Xin chào Hữu Luân. Được rồi, chị đang cùng trao đổi với các bạn về cái cách sử dụng, về bước 1 để chúng ta sử dụng hiệu quả bộ sổ tay văn học tập 1 các em nhé. Được chưa nào? Và sau khi đọc tác phẩm rồi, ghi lại những cái cảm nhận ban đầu của chính bản thân mình rồi, và cái bước đầu tiên đó sẽ giúp chúng ta nốt lại,
ghi chú lại những cái đoạn nào mà chúng mình còn chưa hiểu kỹ này, những đoạn nào mà chúng mình cảm thấy hay và cần phải phân tích kỹ để làm gì ạ? Để chúng mình sẽ bắt đầu đọc cuốn sổ tay văn học để xem là chị Hiên đã phân tích cái chi tiết đó như thế nào, phân tích câu thơ đó như thế nào, hình ảnh đó như thế nào. Được chưa nào? Và ở trong mỗi cuốn sổ tay văn học này, trong những cái tác phẩm thơ và hay cả trong những cái tác phẩm văn xuôi thì chị Hiên đều có cái phần đầu tiên nhá. Sau khi có lời ngỏ này. À đây là có cả phần quét mã QR cho các bạn này. Chị đang chú ý đến cái phần sau khi có cái phần lời ngỏ. Sẽ có lời ngỏ ở trong mỗi cuốn đúng không? Lời ngỏ này thì các cuốn là tương tự nhau, nhưng cái điều đặc biệt là ở mỗi cuốn sổ tay văn học chúng mình đều có cái phần phóng tác từ tác phẩm văn học. Với mỗi bài thơ thì chị Hiên sẽ đặt tên cho cái phần phóng tác đó, nó là một cái đoạn văn, một cái nó gần giống như là một bài cảm nhận ngắn nhưng mà là cái suy nghĩ riêng và suy nghĩ sáng tạo mở rộng ra sau khi chị Hiên đọc về tác phẩm đó. Ví dụ như bài Việt Bắc thì cái phần phóng tác đó là Việt Bắc tình thơ kháng chiến, được chưa nào? Hay đối với tác phẩm Sóng này. Đối với tác phẩm Sóng, chúng mình có phần phóng tác từ tác phẩm văn học rất là cảm động và chị tin là phần phóng tác này đã chinh phục được không ít các bạn nhỏ của chúng ta đúng không? Đó là Sóng, bài ca tình yêu tuổi trẻ. Rồi, cùng chú ý một chút với cái phần phóng tác đầu tiên ở trong mỗi cuốn sổ tay văn học các em nhé. Chị tin là nếu như đọc kỹ cái phần này, chúng mình sẽ được khơi gợi cái niềm cảm hứng khi đứng trước tác phẩm này. Chúng mình đã đọc tác phẩm rồi và đến với cái phần phóng tác đó, chúng mình đã có thêm một cái góc nhìn mới để tiếp cận tác phẩm. Được chưa? Nếu như bình thường chúng mình tiếp cận một cái tác phẩm đi từ nghệ thuật của tác phẩm đó, đó là cái lớp ngôn từ, được chưa nào? Sau đó từ cái lớp ngôn từ đấy chúng mình tưởng tượng này, hình dung và liên hệ đến những cái hình ảnh và những cái ý nghĩa đằng sau lớp ngôn từ đó. Thì đối với cái phần phóng tác này, chúng mình có thêm một cái khía cạnh, một cái góc nhìn khác để tiếp cận. Và đó đều là những cái góc nhìn rất là tâm huyết và rất là sáng tạo từ chị Hiên. Mong muốn làm sao để khơi gợi niềm cảm hứng học tập từ các bạn. Được chưa nào? Rồi, vậy nên là nhá, sau khi bước 1 đọc tác phẩm thì bước 2 chúng mình sẽ bắt đầu đọc sổ tay văn học và đọc đầu tiên là từ phần phóng tác từ tác phẩm văn học. Ở mỗi cuốn đều có phần đó và mỗi cuốn sẽ có tên tiêu đề của phần đó khác nhau. Ví dụ như là Sóng, bài ca tình yêu tuổi trẻ này, hay là Tây Tiến, lạc nơi nào giữa muôn nẻo nhớ thương. Được chưa? Tại sao phải đọc phần đó? Đọc phần đó là để phần nào chúng mình có được những cái cảm hứng mới để tiếp tục học tập, tiếp tục nghiên cứu cái cuốn sổ tay, những cái phần tiếp theo trong cuốn sổ tay, thấy chưa nào? Vậy là bước thứ hai chúng mình đã bắt đầu dùng đến cuốn sổ tay văn học này rồi. Các bạn nhỏ của chị mua sổ tay văn học từ rất sớm, có trong tay mình cái bộ công cụ tuyệt vời này từ rất sớm, vậy nên là có hai cái khoảng thời gian chúng mình sử dụng cuốn sổ tay văn học này các em nhé. Đó là thứ nhất, đó là trước khi các em học cái bài đó ở trên lớp. Ví dụ như là bây giờ chúng mình học xong Tây Tiến rồi đúng không? Chuẩn bị học đến bài Việt Bắc thì hãy đọc cuốn Việt Bắc này. Đọc trước khi được học bài tác phẩm đó ở trên lớp. Được chưa nào? Để cho chúng mình có được cái tâm thế chủ động tiếp thu cái kiến thức này trước, sau đó một lần nữa ở trên lớp sẽ cùng thầy cô cùng với các bạn tìm hiểu sâu hơn nữa về tác phẩm này. Và cái khung giờ thứ hai để chúng mình đọc cuốn sổ tay văn học nữa đó là sau khi học ở trên lớp. Vậy là có hai khung giờ nhá, đó là trước khi học trên lớp và sau khi học trên lớp. Tất nhiên là trong khi học ở trên lớp thì chúng mình phải chú ý nghe giảng và ghi chép rồi đúng không? Nếu như chúng mình mang theo cái cuốn sổ tay văn học này ở trên lớp cùng học thì rất là tốt đúng không? Nhưng mà chị chú ý hơn đối với các bạn đó là cái khoảng thời gian trước khi học ở trên lớp và sau khi học tác phẩm đó ở trên lớp. Được chưa? Vậy là cuốn sổ tay nó nhỏ gọn thôi, nó sẽ đồng hành cùng với chúng mình bất cứ cái thời gian nào rảnh của các em. Được chưa? Vậy nhá. Đọc thì đọc như thế nào? Vậy là đọc tác phẩm, chúng mình có tác phẩm rồi này. Biết được những cái nội dung chính của tác phẩm, có được những cái cảm nhận đầu tiên của tác phẩm, đọc được cái phần phóng tác từ tác phẩm để có thêm cảm hứng. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào học những cái kiến thức ở trong cuốn sổ tay văn học các em nhé. Được chưa?
Các bạn để lại cho chị biết là chúng mình đã đọc rồi. Thì phần đầu tiên sau những cái phần phóng tác từ tác phẩm văn học thì đầu tiên chị Hiên cung cấp đến chúng mình kiến thức về nội dung gì? Chị Hiên đã cung cấp cho chúng mình những kiến thức gì trong cái cuốn sổ tay văn học này? Sau phần phóng tác thì chúng mình sẽ đến với phần nào nhỉ? Sau phần phóng tác thì chúng mình sẽ đến với phần nào? Và đó cũng là một cái quy luật nó rất là gần gũi đối với chúng mình rồi. Chúng mình đã rất quen thuộc với cái quy luật đó rồi. Đó là khi tìm hiểu về một tác phẩm thì trước tiên chúng mình phải tìm hiểu về cái gì? Chúng mình phải tìm hiểu về điều gì trước khi phân tích một tác phẩm nào? Kể cả thơ hay là văn xuôi thì cái điều này rất là quan trọng. Cùng để lại cho chị biết nào. Ngọc Anh này, Ngọc Huế rồi, để lại cho chị biết nào. Trước khi tìm hiểu, trước khi phân tích một tác phẩm thì chúng mình phải tìm hiểu về điều gì trước, về kiến thức gì trước nào. Đọc rồi, đã đọc 5 cái cuốn này rồi. Có trong tay 5 cái cuốn sổ tay văn học này. Tác giả, tác phẩm, đoạn trích, đúng rồi, những kiến thức chung về tác giả và tác phẩm, đúng không nào? Vậy thì trong cuốn sổ tay văn học này cũng vậy, chúng mình cũng sử dụng cuốn sổ tay văn học như vậy. Đó là đầu tiên nhá, trước khi đọc phần phân tích thì chúng mình sẽ phải nắm được, đọc thật kỹ những cái kiến thức về tác giả và tác phẩm. Những kiến thức về tác giả tác phẩm thì trong mỗi cuốn sổ tay văn học, điều mà chị Hiên đã chú ý đối với các bạn đó là phong cách sáng tác của tác giả. Được chưa? Đây nhá, ví dụ này, trong cuốn Việt Bắc, được chưa? Có những cái phần kiến thức khái quát chung nhất về cuộc đời của tác giả, được chưa? Và điều chúng mình cần chú ý là gì ạ? Đó chính là phong cách nghệ thuật. Được chưa nào? Bởi vì sao? Bởi vì phần phong cách nghệ thuật này nó là một cái kiến thức rất hữu ích để chúng mình biết được cái giọng thơ, về phong cách viết thơ, phong cách sáng tác của từng tác giả, từ đó định hướng cái quá trình chúng mình phân tích. Và chúng mình sẽ sử dụng cái kiến thức đó trong phần mở bài này, trong phần khái quát tác giả tác phẩm ở đoạn đầu tiên của thân bài, và cuối cùng là trong phần kết bài nữa, đúng không nào? Vậy nên hãy trong cái phần về tác giả tác phẩm thì hãy chú ý cho chị kiến thức phong cách của tác giả, được chưa nào? Rồi, chú ý cho chị những cái phong cách của từng tác giả một nhá. Nếu như những cái phần kiến thức này đang còn dài thì hãy tự mình chọn ra, tự mình gạch chân những cái từ khóa mà các em cho là cần phải ghi nhớ nhiều nhất mỗi khi nhắc đến tác giả, mỗi khi nhắc đến từng tác giả một. Ví dụ nhá, đối với tác giả Tố Hữu thì trong cuốn sổ tay văn học này chị Hiên đã cung cấp đến chúng mình đó là phong cách nghệ thuật của tác giả là nhà thơ đã chọn con đường cách mạng từ thời thanh niên này, trải qua những tháng năm tù đầy, thơ của ông là tiêu biểu của quan niệm nghệ thuật cách mạng. Vậy thì từ khóa chúng mình cần phải lưu ý ở đây là gì ạ? Đó chính là quan niệm nghệ thuật cách mạng. Bởi vì sao? Bởi vì Tố Hữu được biết đến là một nhà thơ có chặng đường thơ luôn song hành với chặng đường cách mạng. Được chưa nào? Đúng rồi, chị đang nói về cách mà chúng mình học kiến thức về tác giả tác phẩm các em nhá. Được chưa nào? Cách mà chúng mình học kiến thức về tác giả tác phẩm đó là hãy chú ý đặc biệt đến phần phong cách của từng tác giả một nhá. Chú ý là như thế nào? Hãy gạch chân và hoặc là ghi ra những cái mẩu giấy nhỏ, ghi ra sổ tay riêng của mình những cái từ khóa mà các em cho là quan trọng nhất đối với từng tác giả một về mặt phong cách. Chúng mình sẽ sử dụng những cái từ khóa đó trong bài viết của mình này. Mỗi khi nhắc đến tác giả đó là chúng mình phải nhớ đến những cái từ khóa đó rồi. Được chưa nào? Ví dụ như Tố Hữu thì là có chặng đường thơ song hành, chặng đường cách mạng này. Giọng thơ thì là trữ tình chính trị. Hay là nhà thơ Quang Dũng này. Quang Dũng với bài thơ Tây Tiến thì với một cái đặc trưng trong phong cách nghệ thuật là gì ạ? Một hồn thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Hay là nhà thơ Xuân Quỳnh, một nhà thơ nữ tiêu biểu của nền thơ ca hiện đại Việt Nam, với giọng thơ như thế nào ạ? Ngọt ngào, da diết, bình dị. Với một cái hồn thơ, nhà thơ Xuân Quỳnh sinh ra để yêu và làm thơ. Được chưa nào? Tất cả những điều đó chúng mình đều có thể chắt lọc ra khi mà đọc trong cuốn sổ tay văn học các em nhé.
Các bạn sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không chị Hiên không ghi chỉ ghi những cái từ khóa đó ra để cho chúng mình dễ nhớ. Điều mà chị Hiên muốn gửi gắm ở trong cái phần tác giả tác phẩm này không chỉ là những từ khóa đó mà là còn cách mà chị Hiên dẫn dắt và diễn đạt khi trình bày về phong cách nghệ thuật của tác giả nữa. Vậy nên là chúng mình vừa ghi ra những từ khóa, vừa ghi nhớ những từ khóa và vừa học tập cái cách mà chúng ta diễn đạt khi nói về tác giả, khi trình bày về phong cách của tác giả các em nhé. Rồi, những bạn nào chúng mình gửi link sổ tay văn học thì hãy tăng bạn bè của mình vào cùng xem nào. Đã một khoảng thời gian nho nhỏ trôi qua mà bây giờ thì vẫn không chưa có nhiều bạn vào xem. Được chưa nào? Hãy cùng ghi nhớ cái khung giờ học của chúng mình nhé, là 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Đó là bước thứ hai khi chúng mình bước lớn đầu tiên nhé. Bước số 1 lớn đầu tiên đó là chúng mình đọc tác phẩm, ghi lại những cảm nhận ban đầu. Bước thứ hai lớn này đó là bắt đầu sử dụng đến cuốn sổ tay văn học. Thấy chưa? Thì chị đang nói ở trong cái bước thứ hai lớn này, đầu tiên chúng mình sẽ học trong phần tác giả tác phẩm. Về tác giả thì ghi nhớ về phong cách của tác giả. Về tác phẩm, những kiến thức chung nhất về tác phẩm đó là gì ạ? Đó là hoàn cảnh sáng tác này, đó là với những tác phẩm thơ thì cái điều chú ý nhất chính là hoàn cảnh sáng tác, được chưa? Và thể thơ thì khi chúng mình đọc là chúng mình đã biết rồi. Tây Tiến là thể thơ gì ạ? Tây Tiến là thể thơ gì này, Việt Bắc là thể thơ gì, Sóng là thể thơ gì? Đó là cái phần chúng mình có thể nhận định được ngay từ cái lớp ngôn từ đầu tiên của tác phẩm rồi, được chưa? Về tác giả thì ghi nhớ về phong cách, về tác phẩm thì ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác, được chưa nào? Vì tất cả những cái kiến thức đó là những cái kiến thức quan trọng nhất sẽ giúp chúng mình định hướng quá trình đọc, phân tích và cảm nhận tác phẩm. Cuối tuần mà rất là nhiều bạn bận học đúng không? Vậy thì những bạn còn đang xem thì hãy cùng tương tác cho chị biết nào. Các bạn, các em có học theo cái cách như vậy không? Có khi mà có trong tay mình những cái cuốn sổ tay rất là đáng yêu, rất là khơi gợi cho mình rất là nhiều niềm cảm hứng học như thế này thì mỗi bạn, chị tin là mỗi bạn có những cái cách học riêng. Cái series, những cái phần phát trực tiếp như thế này sẽ là những cái phần chỉ mang tính chất định hướng, được chưa? Qua những cái cách mà chị cùng với những bạn đã học, đã cùng trải qua cái quá trình học tập hiệu quả cùng với cuốn sổ tay văn học này thì bây giờ chúng mình sẽ chia sẻ cùng với nhau, được chưa nào? Rồi, cảm ơn Lữ Huyền. Tiếp tục nhá. Vậy là đọc xong, học xong cái phần về kiến thức về tác giả tác phẩm rồi. Thì bây giờ này, có lẽ sẽ là cái phần quan trọng nhất. Đó là chúng mình học cái kiến thức nền khi phân tích những tác phẩm thơ, phân tích 5 tác phẩm thơ với 5 cuốn sổ tay văn học này. Thấy chưa nào? Vậy là bước 2 lớn là đọc và học cuốn sổ tay văn học. Thì bước 1 nhỏ ở đây đó là học phần kiến thức tác giả tác phẩm. Bước 2 nhỏ chính là học kiến thức phân tích tác phẩm. Và điều đặc biệt là với cái phiên bản mới này thì với mỗi cái phần phân tích ý, trước khi phân tích chị Huyên đã giúp chúng mình đây, trước mỗi đoạn phân tích các em có để ý đến những cái ô này không? Nó hơi bị ngược camera một chút nhưng mà em chú ý giúp chị những cái ô này nhá. Những cái ô vuông trước mỗi phần phân tích đó là cái định hướng, đó là những ý chính trong cái đoạn phân tích mà chị Huyên sẽ viết, được chưa nào? Ví dụ như là trong phần phân tích tác phẩm Việt Bắc này, phần A nhỏ phân tích 8 câu thơ đầu thì trong cái khung này đó là những ý mà chị Hiên sẽ sử dụng, đó là nỗi niềm gợi lên qua câu hỏi của người ở lại, đó là nỗi nhớ tình cảm của người ở lại hướng tới người ra đi. Ý thứ hai đó là âm hưởng nhớ thương ân tình tha thiết, và ý thứ ba đó là tiếng lòng kẻ đi người ở trong buổi chia ly bịn rịn lưu luyến qua lối đối đáp quen thuộc trong ca dao. Đó, đó là ba cái ý chính. Vậy thì chúng mình nhá, cũng như vậy, trước khi phân tích một tác phẩm thì chúng mình, đặc biệt là các tác phẩm thơ nhá, đó là chúng mình gạch chân những cái từ khóa này, sau đó ghi ra những cái nội dung chính cần phải phân tích và cứ như thế bám vào cái khung đó để chúng mình phân tích được cái tác phẩm đó. Thì nếu như phiên bản cũ chưa có cái phần định hướng này thì trong phiên bản mới của cuốn sổ tay văn học
Chị Hiên đã cung cấp và bổ sung giúp cho chúng ta rồi, được chưa? Rất là đơn giản. Ứng với mỗi cái ý này sẽ là những cái đoạn văn ở trong phần phân tích tiếp theo này, được chưa? Ứng với mỗi ý là những cái đoạn văn trong phần phân tích tiếp theo. Rồi. Vậy là nhá, khi học cái phần phân tích đó thì những cái điều gì chúng mình cần lưu ý này? Đó là chúng mình hãy đặc biệt chú ý đến những nhãn tự, những cái điểm sáng nghệ thuật của từng tác phẩm và cách mà chị Hiên phân tích nó ra sao. Chị chắc chắn là từ cái bước 1 mà chị vừa giúp các bạn ghi lại đó là đọc tác phẩm và nốt ra, gạch chân những cái điểm sáng nghệ thuật. Đó là những gì? Đó là những từ khóa mà các bạn cho là nó là biện pháp nghệ thuật này. Những cái từ khóa mà nó mang nhiều cái ẩn ý của tác giả, có thể đọc lần đầu chúng mình chưa hiểu hết, thì đến đây khi mà đọc trong cuốn sổ tay văn học thì hãy tìm tìm cách tìm ra cái đoạn mà chị Hiên phân tích cái từ khóa đó như thế nào để chúng mình học tập được cái cách khai thác triệt để những cái điểm sáng nghệ thuật trong một tác phẩm văn học các em nhé. Đặc biệt là với tác phẩm thơ, bởi vì thơ là cái sự dồn nén ở trong từng câu chữ. Nếu như văn xuôi nó trình bày ra một cách rõ ràng và mạch lạc hơn cho chúng mình, thì ở trong thơ đó là sự dồn nén cảm xúc ở từng câu chữ. Vậy nên là sẽ có nhiều những cái điểm sáng nghệ thuật trong một tác phẩm thơ. Điều mà chúng mình cần phải lưu ý đó là hãy học hỏi cái học tập cái cách mà chị Hiên phân tích những điểm sáng nghệ thuật đó như thế nào. Để chị lấy ví dụ giúp chúng mình hình dung rõ hơn nhé. Đối với tác phẩm Tây Tiến, được chưa nào? Được chưa? Đối với tác phẩm Tây Tiến nhá. Chị không còn nỡ dở mạnh luôn này. Với một câu thơ đầu tiên thôi nhá, trong tác phẩm Tây Tiến này. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, được chưa nào? Thì đầu tiên chúng mình thấy cái từ sông Mã này, đây là một cái địa danh, được chưa? Sông Mã là một địa danh cho chúng mình biết được cái khu vực hoạt động, cái địa bàn hoạt động của đoàn binh Tây Tiến, đó là gần với sông Mã. Sông Mã nó gắn liền với cả nỗi nhớ thương của tác giả. Tác giả trong cái mạch nguồn của nỗi nhớ thương thì tác giả đầu tiên đã gợi lên hình ảnh sông Mã cho chúng ta. Và cách chị Hiên phân tích là sao ạ? Tiếp tục đến cái từ xa rồi, được chưa? Chị Hiên đã giúp chúng mình phân tích rất là kỹ này, từng câu thơ một. Từ xa rồi được Quang Dũng khéo léo đặt giữa hai danh từ là sông Mã và Tây Tiến, với ý nghĩa là đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến, những ký ức đã trôi xa bây giờ chỉ còn kỷ niệm. Được chưa nào? Tiếp tục là những cái kiến thức về địa danh sông Mã. Đó, chị lấy ví dụ như vậy. Đó là khi mà chúng mình đọc cái tác phẩm Tây Tiến, có lẽ chúng mình cái từ xa rồi đấy nó chưa có nhiều những ấn tượng, nhưng mà khi đọc sổ tay văn học chúng mình biết được là nó có những cái ý nghĩa nghệ thuật nhất định đối với từ ngữ này. Vậy thì chúng mình học được gì qua cái điều đó? Đó là đừng bỏ qua bất cứ một cái từ ngữ nào trong một tác phẩm thơ. Chị đang chú ý với các bạn đó là những tác phẩm thơ nhá. Đừng bỏ qua bất cứ một cái từ ngữ nào. Ví dụ như là trong sóng này, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Một cái từ và thôi, lặp lại hai lần, nhưng mà nó cho thấy được hai cái mặt đối cực, hai cái mặt đối lập giữa hai trạng thái đó. Nó không phải là hoàn toàn đối lập nhau và tách biệt nhau, mà là nó là sự song hành, nó luôn cùng tồn tại trong đặc tính của sóng và cũng là trong cái suy tư, trong tâm tưởng của người con gái khi yêu, đúng không? Đó là từ và, không phải là dữ dội hoặc dịu êm, ồn ào hoặc là lặng lẽ, mà nó là dữ dội và dịu êm. Hiểu chưa nào? Vậy nên là nhá, chúng mình đừng bỏ qua bất cứ một từ ngữ nào trong một tác phẩm thơ, và hãy xem, hãy học tập cái cách phân tích, cái cách mà chị Hiên phân tích và khai thác ý nghĩa, dụng ý nghệ thuật của cái từ ngữ đó như thế nào trong cuốn sổ tay văn học các em nhé. Được không nào? Các em khi đọc tác phẩm Tây Tiến, đọc cái cuốn Tây Tiến là nơi nào giữa muôn nẻo nhớ thương, thì chúng mình biết được thêm những cái từ ngữ nào, ý nghĩa của những từ ngữ nào mà khi mới đọc tác phẩm thì có lẽ chúng mình đã bỏ qua. Các em đã đọc chưa? Đọc hết cái cuốn Tây Tiến này chưa? Đang học đến Tây Tiến rồi đúng không nào? Chị tin là phải đọc hết cuốn Tây Tiến này rồi chứ, đúng không? Và chị cũng tin là khi mà đọc các em sẽ có những lúc sẽ là ồ à,
trầm trồ, không nghĩ là cái từ ngữ này nó lại có những cái ý nghĩa đặc biệt như vậy, đúng không? Vậy nên là khi mà đọc đến đấy rồi thì cũng đừng quên ghi lại, vì cái phần đầu tiên, bước đầu tiên chúng mình đã vô tình bỏ qua cái ý nghĩa đó thì hãy ghi lại để cho nhớ nhá. Được chưa? Tiếp tục này, vẫn trong cái bước mà học kiến thức, phân tích kiến thức nền của mỗi tác phẩm trong cuốn sổ tay văn học thì chúng mình hãy chú ý thêm một bước nữa, đó là khi mà đọc những cái phần phân tích của chị Hiên, hãy đối sánh lại với những cảm nhận ban đầu của các em để xem là cái cảm nhận ban đầu của mình có trùng khớp với chị Hiên hay không. Ví dụ như với bài Tây Tiến, à chúng mình thấy được là sau khi đọc tác phẩm thì có lẽ là nhà thơ đang rất là nhớ đồng đội của mình, đang muốn quay lại một lần nữa sống lại những cái năm tháng đó, đúng không? Nhưng mà khi mà đọc xong trong cái cuốn sổ tay văn học về Tây Tiến này rồi thì cái cảm xúc chủ đạo nó có còn như vậy không? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ nó có còn như các em cảm nhận ban đầu hay không? Được chưa? Nếu như nó không giống thì các em hãy tìm ra là cái hướng đi của các em nó khác như thế nào so với hướng đi của chị Hiên. Được chưa? Đừng đọc thụ động mà trước khi đọc hãy có những cảm nhận ban đầu của chính mình, sau đó đọc cuốn sổ tay văn học trong cái sự đối sánh với cảm nhận ban đầu đó của chính bản thân chúng ta. Thì như vậy chúng ta mới học một cách chủ động và không bao giờ quên kiến thức. Được chưa? Ghi nhớ giúp chị nhá. Được chưa nào? Các bạn còn đang xem thì để lại bình luận cho chị biết nào. Cũng hơi bị cụt hứng một chút vì có nhiều bạn rất mong muốn có được cái buổi những buổi livestream như thế này để chúng mình học tập hiệu quả với cuốn sổ tay văn học. Nhiều bạn hỏi lắm, nhiều bạn đặt câu hỏi về cho fanpage lắm. Vậy nhưng mà hôm nay thì lại không có sự tương tác tốt cùng với các bạn. Được chưa nào? Chị cần một chút động lực. Được chưa? Rồi, cảm ơn Nguyễn Vàng. Chị sẽ đợi một chút vậy. Đợi một chút để cho các bạn cùng để lại bình luận nhé. Làm sao để hệ thống lại bài thật tốt bạn nhỉ? Mình sẽ chia sẻ một cách kỹ lưỡng trước, rồi sau đó mình sẽ khái quát lại cho các bạn nhé. Ôi chị xin lỗi, bị quay màn hình rồi. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết trước rồi sau đó mình sẽ khái quát lại cái cách học chung của chúng ta nhá. Mai Công Thành nhá. Được chưa? Không có nhiều bạn xem như thế này, không biết là do các bạn không để ý hay là bận như thế nào. Thì nếu như mà cứ tiếp tục như thế này là chị sẽ chỉ để lại phần livestream này cho các bạn nào xem ngày hôm nay thôi đấy. Sẽ không để lại lâu dài đâu. Vậy nên nếu như mà biết bạn bè thì tao vào giúp chị nhá. Để sau này không các bạn ấy không còn thắc mắc về cái cách chúng ta học hiệu quả với những cái cuốn sổ tay văn học này, được chưa? Rồi. Chị đang nói về cái cách mà chúng ta học và đọc cuốn sổ tay văn học như thế nào để hiệu quả. Bên cạnh những cái cách đọc, chị gọi đó là cách đọc thụ động. Thụ động là sao ạ? Đó là chúng mình sẽ chỉ tiếp nhận những cái kiến thức trong tác phẩm này một cách, đó là đọc rồi xong nó đọc đến đâu thì biết đến đấy thôi. Những đoạn nào hay thì mình sẽ ghi lại và học tập cái đoạn đó. Nhưng mà nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi chúng mình đọc một cách chủ động. Đó là trước khi đọc sẽ có những cái cảm nhận ban đầu của chúng ta và chúng ta sẽ đọc cái phần phân tích của chị Hiên trên cơ sở sự so sánh, đối sánh với chính những cảm nhận ban đầu của chúng mình. Chỉ có như vậy thì dần dần chúng mình sẽ rèn luyện cái tư duy văn học của chúng ta, những cái cách mà chúng ta đứng trước bất kỳ một tác phẩm nào. Và đó cũng rất có lợi cho cái phần đọc hiểu của chúng mình. Được chưa? Bởi vì là phần đọc hiểu chúng mình đi thi làm sao mà có thể gặp những cái tác phẩm quen thuộc được, đúng không? Nhiều bạn lo sợ với những cái tác phẩm trong phần đọc hiểu. Vậy nên là ngay từ cách chúng mình học những cái tác phẩm văn học chính trong chương trình, chúng mình cũng hãy có cái cách học làm sao để tự rèn luyện cho mình cái cách mà khai thác ý nghĩa, khai thác vẻ đẹp nghệ thuật của các tác phẩm văn học. Được chưa?
Chị tin là nếu như đọc một cách chủ động như vậy thì các em sẽ không còn sợ bất cứ một cái phần đọc hiểu nào cả. Tại vì mình đã có được cái cách mà khi đứng trước một tác phẩm nào, chúng mình sẽ đọc nó ra sao, sẽ chú ý vào những cái nhãn tự nào, những cái điểm sáng nghệ thuật nào và từ đó khai thác ý nghĩa của nó như thế nào. Tất nhiên là trong phần đọc hiểu làm sao chúng mình có thể gặp rất khó, rất rất khó để có thể gặp những tác phẩm quen thuộc, để có thể biết được ý nghĩa, tất cả những cái mặt ý nghĩa của tác phẩm đó để phục vụ, để làm cho phần đọc hiểu. Tất cả những gì chúng mình có đó là cái lớp ngôn từ của tác phẩm đó và tự chúng mình phải tư duy, phải hiểu, phải liên tưởng, tưởng tượng để hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy nên là đừng bỏ phí cái khả năng của chính chúng mình. Đó là khi đọc tác phẩm thì hãy ghi lại những cảm nhận ban đầu của các em và sau đó học cuốn sổ tay văn học dựa trên cơ sở đối sánh những cái cảm nhận của chị Hiên trước và với những cái cảm nhận của bản thân mình. Được chưa nào? Đó, bước chú ý đầu tiên đó là chú ý đến những cái nhãn tự và điểm sáng nghệ thuật của các tác phẩm thơ này và chú ý đến cái cách phân tích của chị Hiên trong sự đối sánh với cảm nhận cá nhân ban đầu. Thấy chưa? Bước thứ hai, cái lưu ý thứ hai khi chúng mình học tác phẩm học học cái cách phân tích ở trong cuốn sổ tay văn học này, đó là học phần kiến thức nền ý ạ. Đó, chúng mình hãy học cả cách diễn đạt để mở rộng thêm vốn từ, được chưa? Mỗi chúng ta có một cái vốn từ riêng, được chưa? Có thể là vốn từ đấy nó chưa được rộng, vẫn còn hẹp và mình khi viết bài ấy, những cái bạn mà có vốn từ hẹp sẽ khá là lúng túng vì cùng một nội dung đó chúng mình chỉ có 2 đến 3 từ rồi sẽ phải nhắc lại cái từ đó suốt cả bài, mình nhắc đi nhắc lại từ đó bởi vì sao, mình không có những cái từ đồng nghĩa khác để sử dụng. Vậy nên là khi đọc phần kiến thức nền, học phần kiến thức nền trong cuốn sổ tay văn học thì các em hãy có một cái cuốn sổ tay riêng của mình, có thể đặt tên cho cuốn đó là mở rộng vốn từ. Mình bên cạnh học tiếng Anh chúng mình cần mở rộng vốn từ đúng không? Thì học văn cũng vậy. Vốn từ của chúng ta rất là phong phú, từ ngữ tiếng Việt rất là phong phú và cái cách sử dụng của chúng ta cùng một vấn đề, cùng một cái nội dung đấy nhưng có những cái từ ngữ nó rất là mỹ miều và nó làm cho bài văn của chúng ta hấp dẫn và sâu sắc hơn thì tội gì chúng mình không sử dụng, không học tập cái cách diễn đạt đó, được chưa? Học cách diễn đạt, học cách sử dụng từ của chị Hiên nữa. Đặc biệt là đối với những tác phẩm thơ cùng một nội dung đấy thì chúng mình có những cái câu văn diễn đạt như thế nào ạ? Sẽ có những câu văn ngắn, những câu văn dài, những câu đơn thuần là tự sự và có những câu là cảm thán nữa. Tất cả đó đều có ở trong những cuốn sổ tay văn học này. Vậy nên khi đọc và học phần kiến thức nền thì hãy học tập cả cách diễn đạt và cách mở rộng vốn từ của chị Hiên nữa các em nhé. Được chưa? Chị sẽ rất mừng khi mà bạn nào khoe với chị đó là bên cạnh việc đọc cuốn sổ tay văn học thì em cũng có riêng một cuốn sổ tay của bản thân mình, đó là sổ tay em ghi lại những cái từ ngữ mà em thấy là chị Hiên dùng rất là hay, nó mới đối với em và nó rất là hấp dẫn và em có thể vận dụng nó trong bài viết của mình. Được chưa nào? Học tập vốn từ, học tập cả cấu trúc câu nữa, được chưa? Tiếp tục nhá. Đấy là lưu ý thứ hai. Một cái lưu ý thứ ba nữa đó là cách học cả cái cách liên hệ và mở rộng kiến thức. Được chưa nào? Một cái điều hấp dẫn, một cái đặc trưng riêng, một cái nét riêng của chị Hiên mà chị nghĩ là điều đó cũng là một trong những cái lý do quan trọng nhất mà khiến chúng mình tìm đến và học tập chị Hiên, đó chính là những cái kiến thức liên hệ mở rộng, đúng không? Đặc biệt là với các tác phẩm thơ, trong mỗi cuốn sổ tay văn học này không chỉ có kiến thức mà nó còn là một cái kho tàng những đoạn thơ, đoạn văn liên hệ với từng tác phẩm. Được chưa? Ví dụ nha, với tác phẩm Tây Tiến, chỉ riêng với hai câu thơ đầu thôi, được chưa? Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Thì chị Hiên đã liên hệ với cái gì ạ? Với nỗi nhớ ở trong văn học dân gian này, trong ca dao nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than, hay là nhớ gì như nhớ người yêu trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Để chưa nào?
Đó, nỗi nhớ xuyên suốt cả trong văn học dân gian và trong các tác phẩm thơ ca hiện đại nữa. Đó là cách mà chị Hiên mở rộng cho chúng ta những cái kiến thức liên hệ. Chúng mình hoàn toàn có thể vận dụng cái phần liên hệ đó vào trong bài viết của chúng mình, được chưa? Để thấy được là cái nỗi nhớ trong văn học không phải là một nguồn cảm hứng mới, nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng qua cái việc đưa ra những cái dẫn chứng mở rộng đó thì chúng mình còn phải đưa ra được cái nét riêng của nhà thơ Quang Dũng và chị Hiên đã giúp chúng mình đưa ra rồi, thấy chưa? Vậy nên là cái khái quát lại cái cách học phần dẫn chứng liên hệ này là gì ạ? Đầu tiên là phải học thuộc dẫn chứng, thấy chưa? Chị Hiên đã ghi rất rõ và có phần bôi đen rồi in nghiêng để chúng để nó hiện rõ hơn cho chúng mình chú ý hơn ở mỗi đoạn. Được chưa nào? Bên cạnh tác phẩm chính thì có những cái đoạn thơ liên hệ, hãy tự tay ghi ra một cái cuốn sổ riêng của mình các em nhé. Được chưa? Và chúng mình sẽ không chỉ học thuộc những cái đoạn thơ đó mà còn phải học tập cái cách mà chị Hiên đưa ra dẫn chứng và phân tích dẫn chứng ra sao. Tất nhiên là trong bài viết của chúng mình không thể chỉ liệt kê ra đơn thuần những cái dẫn chứng đó thì nó sẽ rất là rời rạc. Ừ, nó sẽ rất là rời rạc và dẫn chứng của chúng mình nó không còn là một cái điểm sáng của bài viết của chúng mình nữa, đúng không? Nhiều bạn bảo là bài viết hay là một cái bài viết phải có nhiều dẫn chứng mở rộng bởi vì dẫn chứng mở rộng cho thấy cái kiến thức của chúng ta rất là rộng, rất là sâu sắc về cái đề tài này. Nhưng nếu chúng mình chỉ liệt kê ra không thì nó chỉ chứng tỏ là chúng mình đang học thuộc lòng thôi, không cho thấy được chúng mình hiểu cái đoạn thơ liên hệ đó như thế nào, đấy chưa? Ví dụ nhá, chị Hiên đã trích ra này. Đầu tiên là dẫn dắt để nêu ra dẫn chứng nhá. Từ xưa đến nay ta cũng bắt gặp khá nhiều nỗi nhớ trong văn học như. Đó, đó là một cái cách liệt kê dẫn chứng rất là cơ bản mà chúng mình hoàn toàn có thể học tập, được chưa nào? Việc sử dụng cái từ cũng này nó giúp chúng ta liền mạch trong cái đoạn văn của chính mình, được chưa? Sử dụng những cái từ cũng bởi vì nó liên kết với nội dung chúng mình vừa phân tích. Đó là chúng mình đang phân tích về nỗi nhớ trong Tây Tiến thì trích ra trong văn học dân gian hay là trong những bài thơ khác của thơ ca hiện đại Việt Nam cũng mang đề tài về nỗi nhớ. Sau đó là trích ra này, trích ra hai hoặc ba hoặc trích ra một cái dẫn chứng thôi cũng được, nhưng chúng mình đừng có trích ra rồi bỏ đấy các em nhé. Trích ra và hãy có từ 2 đến 3 câu khái quát về nội dung của cái đoạn thơ chúng mình vừa liên hệ đấy, được chưa? Hãy trích ra rồi thì hãy có 2 đến 3 câu phân tích về nội dung của phân tích về vẻ đẹp nội dung, vẻ đẹp nghệ thuật của cái đoạn thơ liên hệ đó. Rồi chỉ ra là nó tương đồng gì với tác phẩm chúng mình đang phân tích và nó khác gì với tác phẩm chúng mình đang phân tích để cuối cùng là làm sao ạ? Để nhấn mạnh được cái điểm sáng của tác phẩm chúng mình đang phân tích. Ví dụ, trích ra nỗi nhớ ở trong ca dao, trích ra nỗi nhớ ở trong Việt Bắc thì cuối cùng là gì ạ? Phải chỉ ra được là với nỗi nhớ của Quang Dũng lại mang một cái chất gì đó rất là khác biệt, một nỗi nhớ thiết tha, một nỗi nhớ mơ hồ, là vì nỗi nhớ thương quá rộng hay là tâm trí của nhà thơ đang lạc về với biết bao kỷ niệm nên chẳng thể biết tâm trí đang đi về hướng nào của nỗi nhớ niềm thương đó, đúng không? Các em khi đọc cái cuốn sổ tay văn học này có chú ý điều đó giúp chị không nào? Nếu như mà đã biết cách khai thác triệt để những cái kiến thức và những kỹ năng chúng mình có thể học tập được trong cuốn sổ tay văn học này thì chị rất là mừng. Tại vì sổ tay văn học không chỉ là kiến thức mà nó còn là kỹ năng truyền đạt và khơi gợi cảm hứng từ các em nữa. Ừ, kiến thức thì có thể chúng mình tiếp thu dễ hơn nhưng về kỹ năng thì nó khó hơn một chút và cần phải tinh tế, phải cần cái sự tự giác và chủ động nữa. Vậy nên là chị Hiên và team chị Hiên mới quyết định là sẽ tổ chức những cái buổi livestream như thế này để chúng mình bên cạnh học kiến thức thì còn học tập được kỹ năng khi phân tích một tác phẩm văn học. Được chưa nào? Ừ. Vậy thì ghi nhớ lại giúp chị ở trong cái bước hai lớn đó là chúng mình đọc và học cuốn sổ tay văn học. Bước một nhỏ, phần một nhỏ trong cái bước hai lớn đó là gì ạ? Học kiến thức tác giả tác phẩm, được chưa? Bước hai đó là học phần phân tích kiến thức nền. Thì trong phần phân tích kiến thức nền chú ý đến cái gì? Đó là trong những tác phẩm thơ, trong cái bộ sổ tay văn học tập 1, đó là trong những tác phẩm thơ thì hãy chú ý đến những nhãn tự, những cái từ hay, từ đắt, những cái phần biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng. Học xem là chị Hiên đã phân tích
những cái chi tiết đó như thế nào, những cái hình ảnh đó như thế nào, đặc biệt là phải đặt trong cái sự đối sánh với cảm nhận ban đầu của chính chúng ta. Được chưa? Điều lưu ý thứ ba đó chính là học cách diễn đạt và mở rộng vốn từ, học những cái cấu trúc câu mà các em cho là hay và nó thú vị, nó sẽ làm mới chính cái bài văn của chúng mình. Ghi lại những cái từ ngữ mà chị Hiên sử dụng, chúng mình thấy nó hấp dẫn và nó sâu sắc mà trước giờ chúng mình chưa bao giờ gặp và thấy được là dùng trong hoàn cảnh đó rất là phù hợp, thì hãy ghi ra. Và bước cuối cùng, điều lưu ý cuối cùng đó chính là học cái cách mà chị Hiên mở rộng, liên hệ mở rộng như thế nào. Được chưa? Rồi, đó là phần quan trọng nhất, thì chị nói chi tiết hơn. Và bước 3 lớn tiếp theo đó chính là mình sẽ học cái phần tài liệu mở rộng. Tài liệu mở rộng ở đây gồm những gì ạ? Tài liệu mở rộng ở đây trong mỗi cuốn sổ tay văn học này, nó sẽ gồm trước tiên trong phần tác giả tác phẩm. Trong phần tác giả sẽ gồm có những cái nhận định về tác giả đó này. Trong phần tác phẩm sẽ có những nhận định về tác phẩm. Và chúng mình có một cái bộ công cụ nữa, đó chính là những mở bài mẫu và kết bài mẫu. Thấy chưa nào? Những cái tài liệu chị nghĩ là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta để chúng mình có thể học tập được. Và tất nhiên những bạn nào sở hữu bộ sổ tay văn học thì cũng có một cái tài liệu tặng kèm này nữa, tổng hợp mở bài các tác phẩm chương trình ngữ văn lớp 12 này. Đúng không? Chị đang nói đến phần học phần kiến thức tài liệu mở rộng, bao gồm nhận định về tác giả, nhận định về tác phẩm, mở bài mẫu và kết bài mẫu. Được chưa? Học phần đó như thế nào ạ? Học phần đó đó là đối với nhận định nhé. Chúng mình có thể khó nhớ những cái nhận định dài. Thì với những nhận định dài, nếu như trích dẫn trong bài viết của mình không nhớ được hết thì các em hãy viết dưới dạng đại ý như, hoặc là không cho vào ngoặc kép. Nếu nhớ chính xác thì hãy để vào ngoặc kép, còn không thì nhận định đừng để vào ngoặc kép. Được chưa nào? Mình sẽ nêu lại cái nội dung chính của nhận định đó. Được chưa? Đó là với nhận định. Với những đoạn thơ liên hệ thì tất nhiên chúng mình phải học thuộc rồi, phải chính xác. Còn với mở bài và kết bài mẫu thì sao? Cái này cũng cần lưu ý này, đặc biệt đối với tác phẩm thơ các em nhé. Với cái bộ 5 cái cuốn này, chúng mình có những cái mở bài và kết bài mẫu. Thì khi đọc mở bài, chúng mình biết được cấu trúc của mở bài gồm có dẫn dắt và nêu vấn đề, hai phần chính đúng không? Hai phần chính, thấy chưa? Một là dẫn dắt, hai là nêu vấn đề. Thì cách dẫn dắt mà chúng mình có thể học tập được ở đây là gì ạ? Có những cách dẫn dắt đó là đi từ phong cách của tác giả, đi từ những cái đoạn thơ, những cái nội dung, những cái đoạn thơ có nội dung tương tự với đoạn thơ chúng mình phân tích. Và thứ ba là đi từ hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Có rất nhiều cách, đi từ đề tài nữa, được chưa? Tất cả những cách đó chúng mình đều có thể học tập được từ mở bài mẫu của chị Hiên. Và đặc biệt đó là những cái mở bài mẫu này nó ở những cái đề bài nhất định và có vấn đề nghị luận nhất định. Được chưa? Chúng mình không thể áp hoàn toàn những mở bài mẫu đó vào bài viết, vào đề bài khác của mình. Được chưa? Ví dụ nhá, chúng mình có một cái mở bài mẫu về toàn bộ tác phẩm Tây Tiến, thì tất nhiên trong mở bài mẫu nó sẽ nêu nó là tác phẩm Tây Tiến là một tác phẩm thơ mang đặc sắc nghệ thuật và mang những cái nội dung ý nghĩa sâu sắc. Đó, đó là nêu về toàn bộ tác phẩm Tây Tiến. Nhưng nếu đề bài của chúng ta là một đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến thì sao? Tất nhiên chúng mình không thể không giới hạn cái phân tích, cái sự phân tích của chúng mình được. Chúng mình phải nêu ra được đoạn thơ đó là gì trong phần mở bài, đúng không? Vậy nên nhá, với mở bài mẫu thì hãy học tập cách dẫn dắt là chính này. Và sau đó, đối với từng đề bài cụ thể thì hãy nêu đúng cái vấn đề nghị luận trong đề bài đó, chứ tuyệt đối không bê nguyên si mở bài của chị Hiên vào bài viết của chúng mình các em nhá. Được chưa? Chị hoàn toàn không khuyến khích điều đó. Chúng mình học tập cách dẫn dắt, học tập cách mà diễn đi từ đề tài ra sao, đi từ những cái nội dung tương tự như thế nào. Còn với bài viết của chúng mình, học tập cách dẫn dắt rồi thì phải nêu ra được cái vấn đề nghị luận trong đề bài mà chúng mình đang làm. Được chưa? Được chưa nào? Còn về kết bài thì sao ạ? Kết bài thì một cái kết bài hấp dẫn, một cái kết bài mà nó để lại những ấn tượng đối với người đọc, đó là
kết bài nhưng không dừng lại ở việc kết thúc một vấn đề mà nó còn khơi gợi cho người khác sự liên tưởng đến những vấn đề khác nữa. Vậy nên kết bài mẫu của chị Hiên chúng mình hãy học tập cái cách dẫn dắt và mở rộng kiến thức trong phần kết bài các em nhé. Đối với các tác phẩm thơ, mình hoàn toàn có thể sử dụng mở bài và kết bài có sử dụng những dẫn chứng liên hệ, những đoạn thơ hay, những đoạn thơ có cùng đề tài, cùng nội dung. Được chưa nào? Và phần 4 lớn cuối cùng, bước cuối cùng để chúng mình học tập hiệu quả với bộ sổ tay văn học tập 1 này, đó chính là luyện tập các dạng đề ở cuối mỗi cuốn sổ tay. Bên cạnh làm những cái bài tập trắc nghiệm ở cuối, thấy chưa? Thì chúng mình có những cái dạng đề bài tập tự luận ý. Bên cạnh những bài tập trắc nghiệm mà có đáp án ở cuối này, thì chúng mình có những cái dạng đề tự luận nữa. Và điều chúng mình luyện tập cuối cùng đó chính là luyện tập làm những cái dạng đề này, áp dụng tất cả những gì chúng mình đã học, làm một cách độc lập, tách rời với tài liệu để xem là chúng mình đã ghi nhớ kiến thức như thế nào các em nhé. Dần dần có thể lúc đầu là thoải mái với bản thân, chưa bấm thời gian, nhưng mà về sau tất nhiên là lúc gần thi thì hãy tự cho mình những cái khoảng thời gian nó giống với cả thi thật ý, thì chúng mình mới biết được cái tốc độ viết của chúng mình đang ở mức nào, vấn vấn đề ở đâu, được chưa? Vậy thì chị vừa nói một cách chi tiết những cái bước học của chúng ta. Trở lại với câu hỏi của bạn Mai Công Thành lúc đầu, đó là làm sao để hệ thống lại bài thật tốt. Làm sao để hệ thống lại bài thật tốt? Thì chị nghĩ là cách tốt nhất nhá, chúng mình hãy sử dụng đồng thời cả sách giáo khoa và cả sổ tay văn học. Sử dụng như thế nào? Hãy có bút và có giấy. Hệ thống lại kiến thức dưới dạng sơ đồ là tốt nhất. Được chưa? Sổ tay văn học trình bày rất là rõ ràng, rất là đầy đủ, bao gồm cả dẫn dắt ở trong phần phân tích rồi. Việc của chúng mình trước khi học kỹ những cái phần đó, đó là hệ thống lại kiến thức, thì đầu tiên nhá, hãy hệ thống dưới dạng sơ đồ. Với mỗi tác phẩm, chúng ta khoanh tròn một cái hình tròn to nhất ở giữa trang giấy, đúng không? Ví dụ Tây Tiến. Với mỗi tác phẩm thì đều có hai nhánh lớn, đó là nhánh đầu tiên tác giả tác phẩm, nhánh thứ hai là phân tích, được chưa? Với nhánh đầu tiên tác giả tác phẩm thì tác giả thì như chị vừa nói, chúng mình sẽ chú ý đến điều gì ạ? Với tác giả chúng mình sẽ chú ý đến phong cách nghệ thuật của tác giả. Với tác phẩm thì chú ý đến hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Được chưa? Đó, nhánh thứ hai trong cái nhánh đầu tiên về tác giả tác phẩm đó là gì ạ? Bên cạnh tác giả thì chúng mình có tác phẩm. Đó, nhánh đầu tiên như vậy. Sau đó cái nhánh thứ hai thì nó sẽ rộng hơn và lớn hơn rất nhiều, đó là phân tích kiến thức nền. Sơ đồ thì chúng mình sẽ hệ thống lại dưới dạng từ khóa các em nhé. Được chưa? Sơ đồ thì chúng mình sẽ hệ thống lại dưới dạng từ khóa. Hãy đọc cuốn sổ tay văn học này trên sự đối sánh với những cảm nhận ban đầu của chính chúng mình. Sau đó này, ví dụ với bài Tây Tiến nhá, chúng mình sẽ phân tích như thế nào ạ? Dựa trên cấu trúc phân tích của chị Hiên ở trong cuốn sổ tay văn học. Được chưa? Chúng mình có 14 câu thơ đầu này, sau đó là đến 8 câu thơ tiếp theo về đêm liên hoan văn nghệ và buổi chiều sông nước miền Tây mênh mông mờ ảo. Sau đó là những câu thơ về đoàn binh Tây Tiến, về đặc thù của người lính Tây Tiến, và cuối cùng là khúc vị thanh về binh đoàn Tây Tiến. Được chưa? Chúng mình cứ vẽ dần những cái nhánh nhỏ đấy ra. Vẽ dần những cái nhánh nhỏ đấy ra và kết hợp giữa bộ sổ tay văn học và kết hợp với cả thẻ ghi nhớ văn học nếu bạn nào có nhá. Thì chúng mình thẻ ghi nhớ văn học là một cái công cụ đắc lực để chúng mình ghi nhớ những cái đoạn thơ liên hệ hay đắt giá để áp dụng vào bài viết của chúng mình. Được chưa nào? Các bạn nhỏ có hiểu không nhỉ? Em có hiểu không? Với cái quá trình chị vừa chia sẻ cùng với các bạn thì các bạn thấy như thế nào? Có giống với cách học từ trước đến giờ của các em không? Các em có tiếp thu thêm được cái điều gì mới mẻ không thì cho chị biết nào. Được chưa nào? Với những điều mà chị vừa mới chia sẻ thì có điểm nào mới mà các em vừa mới tiếp thu được không? Và có cách nào, các em có những cách học riêng như thế nào? Trao đổi cùng với chị cho chị biết nào.
Xin chào Marie Võ. Rồi, bây giờ mới vào à? Chị chia sẻ xong hết với các bạn rồi này. Bây giờ đang đợi các bạn tương tác lại này. Được chưa nào? Rất nhiều bạn bây giờ mới vào xem, không biết sao luôn. Chúng mình ghi nhớ cái khung giờ quen thuộc nhá. Chúng mình ghi nhớ cái khung giờ quen thuộc, đó là 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Được chưa nào? Không còn nhiều bạn đang xem. Không còn nhiều bạn đang xem được chưa nào? Vậy thì sau cái buổi hôm nay chị sẽ tích cực tương tác hơn với các bạn qua những bài viết nữa nhá. Được chưa nào? Vì phần livestream này có thể là nó sẽ vướng vào lịch cố định đi học của nhiều bạn. Rất mong là các bạn có thể xem lại và tích cực chúng mình cùng tương tác để có được cái cách học hiệu quả nhất với bộ sổ tay văn học. Được chưa nào? À rồi, Nguyễn Huyền bây giờ mới vào xem thì hơi tiếc một chút, em có thể xem lại cái phần livestream ngày hôm nay vào những thời gian sau nhá. Được chưa? Chị vừa chia sẻ xong cùng với các bạn mất rồi. Rồi. Mình cũng vừa giải đáp cái thắc mắc của bạn Mai Công Thành thì không biết là bạn đã hiểu được chưa? Được chưa nào? Về cách chúng mình hệ thống hóa lại kiến thức ấy, đó là hãy sử dụng sơ đồ và sử dụng từ khóa nhá. Sử dụng sơ đồ và sử dụng từ khóa. Được chưa? Và với những từ khóa đó thì đưa vào bài viết như thế nào thì chúng mình đã có bộ sổ tay văn học để học tập cái cách diễn đạt, cách dẫn dắt của chị Hiên rồi, được chưa? Vậy nhá, buổi livestream ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng tại đây. Sau khoảng thời gian là một tiếng đồng hồ, 1 giờ đồng hồ thì chị đã cùng trao đổi với các bạn cái cách mà chúng mình đọc và học làm sao hiệu quả nhất với 5 cuốn sổ tay văn học về 5 tác phẩm thơ trong chương trình ngữ văn lớp 11 và chương trình ngữ văn lớp 12, được chưa nào? Vậy thì việc của chúng ta là gì ạ? Hãy áp dụng cái cách học đó vào những cái tác phẩm tới đây mà chúng mình sẽ học. Ví dụ như là bây giờ chúng mình đang học với bài Tây Tiến thì tới đây sẽ học Việt Bắc, Đất nước, Sóng, vân vân. Vậy thì trước khi học bài tác phẩm Việt Bắc ở trên lớp thì hãy đọc qua cái cuốn sổ tay văn học về Việt Bắc này nhá. Được chưa? Đọc tác phẩm, ghi nhớ lại ở gạch chân những cái từ khóa, những cái từ ngữ hay, những cái từ hay từ đắt, những cái điểm sáng nghệ thuật, những biện pháp nghệ thuật và học cái cách mà chị Hiên phân tích nó như thế nào. Được chưa nào? Rồi, buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây. Ngày hôm sau, tuần sau chúng mình sẽ cùng học cái cách sử dụng cuốn sổ tay văn học tập 2 về 3 tác phẩm văn xuôi em nhé. Hãy chuẩn bị cho buổi sau, đó là cuốn sổ tay văn học tập 2 để chúng mình cùng học tập với cuốn sổ tay văn học đó nhé. Được chưa nào? Và điều quan trọng nhất đó là khi đọc bất cứ tài liệu nào cũng vậy, chúng mình cần phải đọc tác phẩm trước. Được chưa nào? Rồi, ngày hôm nay tạm thời phải chia tay với các bạn tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những cái buổi livestream học tập hướng dẫn học hiệu quả những cuốn sổ tay văn học và những cuốn và cả cuốn sâm 8 cộng nữa. Được chưa nào? Rồi, hẹn gặp lại các em trong những buổi sau nhé. Bye bye!